Em chào anh. Chào em. Anh nghe người ta nói là bên mình làm trang trí tư gia cái thứ đẹp lắm. Nói chung là em chỉ chuẩn bị cưới, em cũng tìm hiểu chán chê rồi. Nên em mới tìm đến chỗ anh đấy. Nói chung là mùa dịch Covid khó khăn, em biết bên anh như các bên khác thôi, lấy đâu ra việc mà làm. Thế ra là có khách đến là mừng lắm. Em yêu cầu cũng đơn giản thôi. Em muốn hoa ngoạn ngập tràn, hoa tươi, nói chung là từ trong ra ngoài phải hoa tươi. Đấy, mà làm phải nhanh gọn, không kéo dài thời gian. Mà em làm em để từ ăn hỏi đến đám cưới khoảng 2 tuần cơ. Mà làm nào hoa vẫn phải tươi, phải đẹp. Hoa mà bơi héo có hỏng tí là anh phải có người sửa sang cho em nhé. Nhưng mà em thì em chỉ có khoảng tầm 5 củ thôi. Cho anh như thế là đã đủ làm chưa nhỉ? Cho làm cho cả cái tiệc gia tiên, cả ăn hỏi cưới của em đấy, thế có được không? Thôi thế này nhá, thay cho 5 củ anh chỉ lấy em 5 lít thôi. 5 lít anh em mình tí nữa ra uống bia cho nó mát. Thế còn là bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách tự mình trang trí và decor cho đám cưới của em luôn nhá, cho nó được đúng như ý của em đấy, ngon bổ rẻ và không mất đi đâu được nào. Đấy, cả nhà thấy không? Thời buổi khó khăn, việc thì không có nhưng mà khách thì yêu cầu cao như thế đấy. Mình thấy đấy cũng là ý rất là hay. Thôi thì mình sẽ chia sẻ luôn mọi người những cách để mà có thể tự mình trang trí cho đám cưới nhá. Tự mình trang trí cho một cái lễ gia tiên ở nhà thôi, còn nếu mà ở khách sạn thì chắc là khó. Vì vừa thiếu đồ, thiếu người rồi đủ thứ kỹ năng, chắc là mọi người khó làm năng của mình. Và mình có thể tự làm được nhá. Mời mọi người theo dõi. Đầu tiên thì mình sẽ nêu ra những cái lý do mà tại sao mình có thể và mình nên tự làm cái phần trang trí cho cái lễ gia tiên, cái phần ăn hỏi cưới ở nhà của mình nhá, mà không cần phải đi thuê. Quan trọng nhất là cái mà khi mình tự làm được ấy thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và nếu mà thuê một cái bên dịch vụ tương đối cao cấp và làm hoa tươi ấy thì mỗi ngày nó phải rơi vào khoảng từ trung bình từ khoảng 30 đến 50 triệu. Tức là 2 ngày là có thể là từ 60 cho đến 100 triệu cho 2 ngày. Thứ hai nữa là ngoài cái việc mà tiết kiệm chi phí thì cái việc mà tự tay mình trang trí cho cái ngày vui, ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình thì mình nghĩ đấy là một cái trải nghiệm, một cái kỷ niệm mà rất là đáng giá với mỗi người. Chắc chắn là mình sẽ phải nhờ đến rất nhiều bạn bè, người thân, rồi là những người có khả năng. Bản thân cái việc đấy thôi ấy, đối với mình đã là một cái việc mà rất là hay rồi. Khi mà mình làm cái việc đấy ấy, thì mình nghĩ là cái việc mà trang trí làm sao cho nó thật đẹp, nó thật long lanh như là những cái tiệc cưới chuyên nghiệp của những bên chuyên nghiệp làm, cái đấy nó không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà cái trải nghiệm, cái kỷ niệm, những cái gì mà mọi người đã có với nhau ấy, đấy mới là cái quan trọng. Sau đấy là trong cái quá trình làm đấy ấy, mình có thể quay phim chụp ảnh lại để mà lâu lâu về sau mỗi cái dịp kỷ niệm mình có thể mang ra để mình xem lại. Ngoài ra nữa thì là mình biết là có rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn nữ muốn được trải nghiệm cái công việc của cái người trang trí tiệc cưới, thì đây chính là cái thời điểm mà bạn có thể được làm cái việc đấy, và khách hàng chính là bạn. Khi mà bạn thuê dịch vụ ấy, dù dịch vụ có tốt đến đâu ấy cũng sẽ không thể nào mà hoàn toàn phục vụ và đáp ứng theo 100% như cái yêu cầu của bạn hoặc cái mong muốn của bạn. Thế nhưng mà nếu mà tự tay mình, tự bạn làm cái việc đấy cho mình ấy, tức là bất cứ cái gì mà bạn thấy chưa hài lòng hoặc là muốn làm theo ý mình thì bạn hoàn toàn có thể thay đổi và chỉnh sửa đến khi mà thấy vừa lòng thì thôi. Thế còn nhiều khi thì cái bên thuê bên dịch vụ ấy, thì trong những cái thời điểm mà những cái ngày có tiệc thì những cái ngày đấy thường là trùng với nhiều người và các bên dịch vụ là thường rất là bận. Thành ra là nếu mà bạn thuê ấy, thì có thể là chính vì cái lịch trình bận rộn và thời gian rất là gấp, thế thành ra người ta sẽ khó mà có thể là làm được hoàn toàn 100% như ý của mình. Nhưng mà nếu mà bạn đã từng trải qua và làm cái việc như thế ấy, thì chắc chắn là bạn có rất là nhiều kinh nghiệm. Và những cái kinh nghiệm đấy bạn hoàn toàn có thể truyền lại cho cậu em của mình, hoặc là một người quen nào đấy trong họ hàng, những người mà cũng có nhu cầu giống như mình. Hoặc là có thể không phải là làm toàn bộ nhưng mà làm một vài phần nào đấy mà tự tay làm. Đấy, thì mình nghĩ đấy là một cái kinh nghiệm rất là quý. Nhưng mà để mà làm được những cái việc đấy thì mình cần những cái gì và mình sẽ phải gặp những cái khó khăn gì. Tại vì mình không phải là dân chuyên nghiệp, mình cũng chưa từng có kinh nghiệm làm những cái việc decor trang trí một cái tiệc cưới như thế. Thành ra để mà có thể làm được ấy, thì đầu tiên là bạn phải trang bị kiến thức và kỹ năng cho mình. Kiến thức thì ở đâu thì bây giờ hiện tại trên mạng là nó có rất là nhiều những cái trang
cung cấp hình ảnh, cung cấp thông tin cho đám cưới để mình có thể tham khảo. Đầu tiên là dễ nhất là Facebook này này, mình có thể lên tất cả các cái fanpage của các cái bên trang trí tiệc cưới này, hoặc là những cái bên liên quan để mình xem và mình tham khảo phong cách, những cách họ làm để mình lấy ý tưởng, cũng như là mình lấy cái xem tham khảo cái style hoặc là những cái xu hướng của đám cưới hiện tại này. Thứ hai là mình lên Pinterest này. Pinterest là một kênh, một cái trang web rất là hay để mình tham khảo và mình tìm ý hoặc tìm hình ảnh. Một cái trang nữa mà bây giờ cũng là một cái trang rất là hay để có thể xem khảo về hình ảnh là Instagram. Nó là một dạng nhật ký nhưng mà toàn bộ chỉ là hình ảnh thôi. Đấy, thì trên Instagram là mình có thể tìm được rất là nhiều các cái bên decor trang trí tiệc cưới của nước ngoài để mà có thể lấy đấy để làm hình ảnh tham khảo. Thứ hai nữa là mình có thể vào các cái diễn đàn, các cái group mà của các bên chuyên tổ chức sự kiện, chuyên tổ chức đám cưới, để mà mình học hỏi, mình rút kinh nghiệm, hoặc là mình xem những người trong nghề người ta đưa ra những cái khó khăn như nào, người ta chia sẻ những kinh nghiệm như nào, để từ đấy mình rút kinh nghiệm và mình cũng học hỏi từ họ. Đồng thời là khi lên những cái trang web hoặc những cái diễn đàn như thế hoặc là những cái group như thế trên Facebook ấy, thì mình có thể tìm được rất là nhiều những cái nhà cung cấp uy tín, những cái nhà cung cấp mà có giá gốc. Cái thứ nữa là nếu mà bạn có khả năng thiết kế ấy, hoặc là nếu mà bạn có bạn bè hoặc là em út gì đấy mà có khả năng thiết kế design thì cái đấy là một cái mà thực rất là tuyệt vời. Cùng nếu mà không được ấy, thì mình có thể ra cửa hàng quảng cáo hoặc là thuê một cái bên thiết kế để lên cho mình một cái bộ thiết kế cho cái bộ phong ăn hỏi, phong cưới của mình. Trong tiệc cưới thì cái phần những cái phần liên quan đến vải, áo ghế, nơ ghế này, đấy, hoặc là vai trải bàn này, rồi cái table runner ở giữa bàn này. Ở Hà Nội thì có hàng mã, hoặc là trên chợ Đồng Xuân, hoặc là hàng bồ, là nơi bán những cái đồ phụ kiện, phụ liệu đấy rất là nhiều. Còn nếu mà ở trong Sài Gòn thì mình có thể qua khu chợ Đại Quang Minh để chọn cái style và cái phong cách để mà decor trang trí. Thì theo mình nghĩ là mình nên chọn những cái style decor nó đơn giản, nó hiện đại, nó không quá rườm rà, cũng không cần quá nhiều hoa. Mình nghĩ là mình chọn những cái style mà nó hơi thiên về kiểu Á Đông, châu Á, với những cái đặc thù, những cái chi tiết kiểu như là dùng quạt giấy này, dùng đèn lồng này, hoặc là dùng những cái hoa văn họa tiết gỗ giống như kiểu những cái khung cửa, những cái khung cửa sổ trong những cái phim cổ trang ấy. Những cái phào chỉ hoa văn đấy thì mình có thể thuê cắt CNC. Còn thật ra nếu không, mình nghĩ đơn giản thì mình chỉ cần làm một cái nền phông in thôi là đã đủ đẹp rồi, chứ cũng không cần thiết phải quá cầu kỳ. Sau đấy mình kết, mình trang hoa lên thôi. Hoa cũng không cần quá nhiều, không quá cầu kỳ, thậm chí là không cần hoa luôn. Trên cái phông thì không cần hoa luôn, chỉ là một cái phông trơn in hoa lá cành chim chóc đẹp đẹp thôi là đẹp, với cả thêm phông chữ nghĩa tên cô dâu chú rể. Nếu không thì mình có thể là đặt thuê hai cái trụ đôn hoa hai bên, xong cắm hai cái bình hoa hai bên. Về hoa thì nếu mà với những cái style này ấy, thì mọi người nên chọn những cái loại hoa mà nó cũng đi cũng phù hợp. Như mình nói ví dụ là hoa sen là một cái mà rất là hợp với cái style đấy. Đấy, mà nó lại vừa mang tính chất truyền thống, có cái gì đấy nó sang trọng, hoặc là có thể hoa gấp cánh rất là đẹp. Đấy, có thể lên mạng tìm hiểu những cái cách gấp cánh hoa sen, rồi là xé cánh hoa sen ra kết hợp để trang trí đấy. Hoặc kể cả cái nhụy sen mình cũng có thể kết hợp để trang trí, hoặc là lá sen. Ngoài ra có một số loại hoa khác mà mình có rất là hợp và mình có thể dùng để trang trí theo cái style đấy là hoa thanh liễu này, hoa tuyết mai này, hoa thiên điểu này, hoa mao lương này. Đấy, và các cái loại hoa mà bình thường vẫn sử dụng trong trang trí tiệc cưới, ví dụ như là hoa hồng, hoa cẩm tú cầu. Mình có một cái lưu ý với mọi người ấy, là về tông màu ấy, thì mọi người nên chọn cái tông màu pastel, chọn những cái tông màu nhẹ nhàng, ví dụ như trắng kem này, hồng nhạt này, đấy, tím nhạt này, tím rất là nhạt thôi, để mà dễ phối với nhau và nó hài hòa, nó dễ đẹp. Còn những cái tông màu đậm là rất là khó phối, và nếu mà mọi người không có kinh nghiệm thì khó, cố gắng không nên dùng quá nhiều loại màu. Đấy, ví dụ trắng hồng đấy, hoặc là trắng kem thế thôi, chứ đừng nên phối quá nhiều. Và tốt nhất là mình nghĩ là bạn nên chịu khó là thức đến buổi đêm ấy, tầm 12 giờ hoặc 1 giờ ấy, lên chợ hoa đêm đấy, để mua được hoa với giá rẻ. Thì cái quá trình mua hoa là mình có thể chuẩn bị từ sớm trước nhé, mình mua sớm trước và mình cắm hoa, mình tập cắm hoa thử. Mình mua các cái loại bình lọ, bình thủy tinh có rất nhiều loại bình đẹp đấy. Mình tìm những cái cửa hàng mà chuyên bán bình thủy tinh ấy, nó có rất nhiều loại bình cao, bình thấp, bình tròn, rồi hoặc là bình quả cầu, bình bể cá. Đấy là những cái loại bình mà mình có thể thử nghiệm, mình mua về mình cắm thử. Trước cái thời điểm mình bắt đầu làm thì là mình đã có kinh nghiệm rồi ấy, thì mình làm nó sẽ nhanh và nó sẽ không sợ là bị kiểu là nhỡ việc hoặc là mình không làm kịp.
Đấy, thứ hai nữa là khi chọn mua xốp để cắm hoa thì tốt nhất là nên chọn cái xốp có axit loại tốt nhé. Xốp xanh loại tốt, màu xanh thẫm, chứ không phải là cái loại xốp xanh mà màu hơi vàng vàng hoặc là cái loại xốp rẻ ấy, thì là nó sẽ không hút được nước và không, nó không giữ được nước lâu đâu. Mình nên chọn cái loại xốp tốt, xịn, tưới nước thường xuyên, mình xịt nước cho hoa thường xuyên để giữ độ ẩm cho hoa, tránh là để trong phòng máy lạnh hoặc là gió thổi vào dễ bị héo hoa. Đấy là những cái phần mà mình có thể tự làm được. Thế còn có một cái phần mà chắc chắn là mình sẽ phải đi thuê, đấy là cái phần bàn ghế. Bàn ghế thì nó có rất là nhiều loại, thì tùy cái loại nào mà mình thấy thích mình có thể đặt thuê của các cái bên dịch vụ cưới. Mình cũng có thể thuê những cái dạng người ta làm khung không phong dạng đơn giản thôi. Đặc biệt là nếu mà thích đẹp mà kiểu cái phong cách kia nhẹ nhàng kia thì mình khuyên các bạn nên đặt thuê dạng mái trong và phủ che, vẫn có che chắn vải ở dưới để cho nó tránh nắng. Mình đã có một cái bài nói về cái cách dựng dạp thì mình các bạn có thể theo dõi. Đấy, sau đấy là sau khi có cái khung dạp cơ bản đấy, có thể chỉ làm màu trắng đơn giản thôi. Sau đấy là mình có thể trang trí hoa, mình cũng buộc hoa, mình cắm hoa các thứ lên, mình cho các cái đồ decor lên cùng một cái tông phong cách của mình, thì cái đấy là cái tốt nhất. Đấy, và để ý là nếu cái cổng hoa nhé, cổng hoa nếu mà mình dựng ở dạp ấy thì cái khung cổng hoa ấy phải được buộc chằng vào cái khung dạp để nó chắc chắn, nó có thể đứng được nhé. Chứ nếu không là cái cổng hoa mà cắm hoa mà nặng là tương đối nguy hiểm. Đấy, thường là cổng hoa là sẽ phải có chỗ nơi chằng buộc cẩn thận. Ngoài ra nữa thì mình sẽ phải thuê cái hệ thống chiếu sáng nhé, chiếu sáng cho cái không gian ở trong phòng nơi làm lễ gia tiên này, chiếu sáng dạp này. Đấy, thì hệ thống chiếu sáng đấy thì mình có thể đi mua cái hệ thống đèn led, đèn pha led vuông hình chữ nhật, cái đèn loại đèn dẹt dẹt ấy, nó có đúng một cái phần đèn nhỏ nhỏ ở chính giữa đấy. Cái loại đèn đấy là cái loại đèn mà nó không quá đắt. Ví dụ cho một không gian trong cái phòng làm lễ gia tiên này, mình chuyển hai cái đèn công suất khoảng 50W đấy, ánh sáng vàng nắng, tức là vàng nhạt, cái loại vàng nhạt thôi nhé. Mà để ý là sẽ có mấy màu, màu trắng này, màu vàng sậm này, đấy, và màu vàng nắng là cái màu lai ở giữa, nhạt thôi. Thì mình nên chọn cái màu vàng nắng là màu đẹp nhất, nó ấm áp mặt mũi, nó lên da rẻ đẹp, chụp ảnh quay phim đẹp, mà nó không bị vàng quá, nó cũng không bị kiểu lạnh như kiểu màu trắng thì cảm giác nó lạnh lẽo. Ngoài ra thì đi với bàn ghế thì mình để ý là nhớ là thuê thêm cả ấm chén uống trà để mời đón khách nhé. Vì ấm chén uống trà nếu mà mình tự đi mua thì mình nghĩ là cũng hơi tốn kém mà cũng không cần thiết lắm. Đấy. Và cuối cùng ấy, không thể thiếu được là cái mà mình phải sửa sang dọn dẹp ở nhà cửa. Ví dụ mình để ý xem là tường nhà các thứ nếu nó cũ, nó lâu rồi mình không ấy, thì mình có thể quét sơn lại tường nhà này, rồi là đồ đạc cái gì không dùng đến nhiều thì mình có thể dọn bớt đi. Đấy, thì cái này mình cũng đã có một cái video là hướng dẫn mọi người là cách làm phông trong nhà thế nào cho đẹp, và thì mình mọi người có thể xem theo dõi lại cái video đấy của mình. Cái quan trọng nữa là cái phòng cô dâu cưới, phòng tân hôn đấy, là cái nơi mà mình cũng phải sửa sang lại, mình làm lại cho đẹp này, có thể làm lại nội thất, chăn ga gối đệm mới này, cho phòng tân hôn này. Cái đấy chắc chắn là bắt buộc rồi. Những cái đồ nào ít dùng hoặc không dùng đến ấy, thì trong những cái ngày lễ cưới đấy thì mình dẹp hết đi, làm nào để càng trống càng sạch sẽ càng tốt, thì đến lúc khi quay phim chụp ảnh lên ấy, nó sẽ không bị rác vào trong các cái khung hình đấy. Đấy, nếu mà cái đấy bạn không để ý là với các bên quay phim chụp hình là sẽ rất là khổ cho người ta. Đấy, người về người ta sẽ phải cắt cúp lại hoặc người ta sẽ phải chọn góc máy theo đèn đấy, mà người ta sẽ không thoải mái trong cái việc tác nghiệp. Đấy là tất cả cái kinh nghiệm mà theo mình nghĩ là mình có thể chia sẻ cho mọi người trong cái việc là giúp cho mọi người có thể là tự trang hoàng và tự mình trang trí cho cái lễ cưới, cái lễ gia tiên tại nhà của mình trong cái ngày ăn hỏi của ngày cưới. Nếu mà bất cứ mọi người có cái câu hỏi nào hoặc là cần mình tư vấn hoặc là cần mình gợi ý cho những cái gì hoặc là mua bán các thứ gì ở đâu ấy, thì mọi người cứ đặt câu hỏi mình ở phía dưới thì mình sẽ trả lời. Mọi người cũng nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé, để có thể theo dõi được những cái video mới nhất mình chia sẻ về các cái kinh nghiệm chuẩn bị cho đám cưới. Cảm ơn cả nhà.